Sáng ngày 3 tháng 4, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy, dự sinh hoạt tri bộ tại khu 9 phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, cùng dự có đồng chí Nghiêm Xuân Cường, tỉnh ủy viên, Bí thư thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Tri bộ khu 9 phường Quang Trung có 40 đảng viên, 5 đảng viên được miễn sinh hoạt. Thời gian qua, tri bộ đã phát huy tốt vai trò nòng cốt lãnh đạo nhân dân đoàn kết, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, xây dựng khu dân cư an toàn, văn hóa, đảm bảo về an ninh trật tự. Tại buổi sinh hoạt, đại biểu và đảng viên trong tri bộ đã nghe thông tin tình hình chính trị kinh tế xã hội của thành phố và phường, kết quả công tác tháng 3 năm 2022 của tri bộ. Các đảng viên cũng tiến hành thảo luận, thống nhất và thông qua nghị quyết thực hiện nhiệm vụ trọng tâm tháng 4. Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần nghiêm túc trách nhiệm của cán bộ đảng viên tri bộ khu 9 trong tổ chức sinh hoạt đảm bảo đúng điều lệ quy định, hướng dẫn nội dung sinh hoạt, đồng thời ghi nhận hiệu quả của công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại địa phương trong thời gian qua. Đồng chí đề nghị cán bộ đảng viên tri bộ khu 9 phường Quang Trung tiếp tục phát huy tốt vai trò trách nhiệm tính tiền phong gương mẫu triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của cấp trên tăng cường sinh hoạt chuyên đề theo quy định quan tâm tạo nguồn phát triển đảng viên tích cực tuyên truyền vận động nhân dân giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án của địa phương để tổ chức thành công Đại hội Chi bộ và bầu khu trưởng nhiệm kỳ 2022-2025, đồng chí Phó Bí thư tỉnh ủy đề nghị phường Quang Trung và khu 9 cần tiến hành ra soát chuẩn bị về công tác nhân sự, đảm bảo triển khai các bước trong công tác bầu cử theo đúng quy trình dân chủ, công khai, minh bạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền tạo sự đoàn kết thống nhất và sự đồng thuận ủng hộ, tạo niềm tin phấn khởi của nhân dân, tập trung giải quyết tốt những vấn đề tồn tại mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.